nhà nhá. Hôm nay đi hiếu học Sài Gòn học mặt với lại anh Andrew. Đây là cái sản phẩm chia sẻ với cả nhà. Không, nãy anh Tuấn Duy anh đặt ở trên lầu á, cái phòng đó giống như hôm trường đám cưới đó. Anh mới đổi lại, anh đi mới đổi xuống đây. Thì trên cũng đông người trên đó, bàn chặt. Không đá hả? Không đá đi, không đá đi. Con nhà Tuấn. Con em á. Con lớn gì? Rồi, hôm nay là 40 là đứa con trẻ con không? Lớn đấy con quen quen con cắt hết á, tức là mình làm quay cho mình tường chơi hết á, quay xuống chặn xuống hè. Thiếu Cường, anh Cường chưa tới để thì phải gọi. Chứ tụi em hôm nay cũng nhắc không mấy điều cho nên là cái lần học về là hello anh Trung. Dạ anh Trung đây là Trung Lúc đây là anh Trung đau phải không? Đau, anh Trung thôi chắc còn ba người nữa. Phòng này mà ngồi ghế đầu thì chân leo đúng không? Chân leo với lại bạn đồng phòng cơ bốn người đúng rồi. Cái ghế kia quá này không được. Ra ghế. Cha ngồi ngồi thêm nữa. Đi vô đi chị. Cho nhấc rồi ngồi quá căng. Dạ. Em bé này nó xỉu ngồi. Ai ai anh? Đâu đâu ngồi anh? Dạ. Tao nói ai đến sau thì mình. Còn bao nhiêu người nữa? Bốn người nữa. Bốn người nữa. Được, anh quên ghế vào chút xíu rồi. Ô, anh Cường. Anh Cường, anh Cường. Đây, vô đây ngồi đi. Cho anh một cái ghế. Đây là một cái ghế. Đâu lắm cái gì vậy? Mới vừa về xong. Ờ, nhà YouTube mà chúng ta gặp nhau. Đó mà chúng ta ở đây. Đã lên. Em có anh nấu nước khác rồi em lấy không? Anh em uống bia bia nhé. Bia đi. Ờ, anh chị em uống bia hay uống tháp bia hay là uống bia chai? Dạ, uống tháp bia đi ha. Dạ, đây là tháp bia không có bán. Không có bán à? Dạ, đây uống sao sao? Bia Ken, bia sao sao đó. Cái đấy Sài Gòn xanh đi. Sài Gòn đi, Sài Gòn xanh đi Sài Gòn. Dạ. Em xe ba hay đó. Suối này. Rồi xin lấy một lon soda chanh. Còn mấy cái nữa sao? Con uống nước gì? À, Hải Đăng uống gì? Hải Đăng uống gì? Uống nước lọc thầy. Nước lọc thầy hả? Con nước lọc thầy chứ giờ không có dòng uống nước. Con uống nước lọc thôi, Hải Đăng. Con này không ra mấy bạn bây giờ hả bây giờ cứ tiền giờ thôi ở Sài Gòn không ba ở Sài Gòn đấy ở đâu
Thống Nhất à? Đường nào anh? Giáo sư Tân Định. À, Trần Quang Khải. À, Trần Quang Khải à? Rồi. Vậy là à, anh là ở địa bàn đó luôn. Em gần đó đó. Công ty em cũng gần đó. Em... Thời giáo sư Tân Định. Em hay quán quay mấy con bán ở Tân Định. Có bà chưa cái ạ? Mình nghĩ anh nghĩ á Lâm ở Sài Gòn này mà hơn 10 cái diện nào được không? Số lượng đâu cái diện có điện ngay cho mình kiếm chơi che cái áo à thấy đây là ông có giải ra là chỉ có một cái cần hai người kiếm hết chưa chứ không người gã là nó rồi cái trâu che che hết á đúng rồi đúng rồi mày chưa từ trong ra ngoài từ dưới xuống dưới thầy đang chưa có người yêu thầy đang có người yêu chưa có người yêu chưa có bạn gái chưa có bạn gái chưa nhà đó đang coi cái video đó là biết á. Về Việt Nam anh thấy vui không nhỉ? Anh có coi video của em, hình như là trong đây chắc có coi qua lướt qua hết. Mà của Lâm là coi nhiều nhất. Của Hương có coi cũng nhiều. Mà anh này không thích đồ ăn lắm. Đến một đó là không thích đồ ăn nhưng mà đã mời ăn gì cũng được.
Em đây làm tất cả học hỏi Lâm hết ấy. Ừ, xà quá. Lâm là siêu ấy. Coi chừng chỗ đó nó có mìn mà nó ngại đó. Nằm sát lên đó. Còn cái là thấy cái số lượng của em làm rất là nhiều á. Anh đây có sao, đây là chợ lớn. Chợ lớn thì sao, cái mấy bộ sĩ. Ai có tính đặc trưng gì là anh cấm qua kia nha. Còn đây nó lọt hết nha. đến lúc đấy là tắt ra. Không, nói vậy thôi. Nói là nói về để diễn mối thôi. Tại sao? Để mình giới thiệu với mọi người đó là bắt đầu là xem mình thuộc cái thể loại nào. Phù hợp với loại nào thì mình dùng. Có mối cũng nhiều. Không, tại vì em rất là tự nhiên. Tại sao em rất là nhìn không có tròn lắm á. Ở ngoài khác khác không phải phải đi dọn dọn không? Ở ngoài thì trẻ hơn. Bây giờ là em chọn đi nha. Chị hồi xưa ở Đà Cam chưa có. Em đi xuống dưới đó. Em làm game anh luôn, nghe anh liền. Có hấp thiết gì không? Nhỏ quá nhờ hả? Để có người khác quay trở lại. Bây giờ chỉ xem cái tiền. Hôm nay mình thích 5 đúng không? Em xong cho tới 5 rồi nè. Đi có 5 chưa? 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 Cái gạt nó tự động đi rồi. Dạ. Đó, tối hôm nay là mọi người sẽ đua coi là ai nhiều view này. Nha. Ủa, mình đưa chậm cho chắc. Ủa hay quá vậy? Người chơi trò chơi ngày xưa anh là có đưa nhiều kế mà. Quay món ăn nha. Này sao mình nhấp nhấp hả hay sao? Nhấp này nè. Cái
chân hay từ đấy. Bây giờ đến vì yêu em về mình tránh đó thì em nó giống giống vậy. Kêu chú kêu bà tôi vẫn trẻ mà anh là kêu tôi hay đúng rồi đấy là cái này gần mình hay sáng nhưng mà ấy là cái này là cái nó tám mà khó quá ha thôi lúc dài thì bây giờ gặp nhiều quá anh chị ở nước ngoài về chưa này bao nhiêu rồi bao nhiêu rồi đến được bao nhiêu rồi đúng là có nhiều người này tôi bạn bè của anh cũng có coi đó họ muốn là những người đi quay phim rồi tôi thấy chân đúng không cái chân kéo chân nên đứng có nhiều người ngại không có dám lên nhưng mà không có chân sao chắc người ta thiết kế lại không người có biến chân ta đụng người chân người thiết kế đâu nó có nó có người mình mua cái mình mua ngoài anh tân chỉ có đi đồ dở ngày sinh á về chơi ba giang vậy đó hả này như vậy chơi ba giang vậy đó hả em bỏ chơi sao được đây còn là cô Trinh có hai nhân vật mới đến em cho số điện thoại hôm nay là review là có quyền lên đó anh em 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 chưa thử là không thú à biết đâu luôn à tỷ lệ suy nghĩ chưa làm cho biết đâu hai chục buổi hả pin này bao lâu pin này dài 8 tiếng mà em bật em hỏi là có đồ chay luôn có đồ chay luôn thì không gọi xem lớp là lại từ từ vì đồ chay gần như chắc họ đã chuẩn bị sẵn chơi mấy bài đó bài sao vậy nhá hai nước cô linh bây giờ mình nâng ly được cho chị em nhờ dạ mấy bài đó bài sao nó chưa giờ gì nữa em đang thắc mắc người ta nói cứ đợi đi 5 phút nữa còn không có lý do 5 phút nữa có lý do đến chưa đến giờ có bây giờ đây mấy bài buổi sáng rồi 5 phút nữa mới khai mạc gì uống bia rồi chọn cái tự nhiên cái xíu thì mình nhấp ở nhà Không, tại tại nó đẹp mà nó đứng mình nhưng mà của mình mình có reply chỉ có thì mấy không này nó quen không có trả lời mấy cái gì thì nhiều quá nói nhiều quá không có trả lời chính là dưỡng á nhậu nha trả lời dưỡng ngồi rồi đó chỉnh chỉnh bên đó gấp đó không? Mình đâu có làm gì đâu kia còn lái cam đâu anh Lâm bay đi, lái cam rồi lái cam hả? Là
Nhiều mình nói lại cao với em mà. Ờ. Nói giờ này mình nói em quay hết. Nói lại cao với em. Fly cam nó bay bên hai đó, cho nó nằm bên hai đứng nó quay. Ờ, đứng cái này. Có gì hả? Có đây quậy đã. Ở đây quậy đã. Vô đây quậy đã. Mà con đó. Ai vô quậy mà quậy. 6 tuổi rồi. Vô đây quậy đã. Vô đây quậy đã luôn. Quậy đã luôn. Vô đây quậy đã nhà luôn, quậy bế nhà luôn. Anh đều có anh nghe được cô cảnh là trăm mối rồi. Tập bế nhà luôn. Ủa, nó quay này, nó quay theo rồi. Nó quay tay nè. Quay tay, nó quay theo. Ừ. Nó đứng chỗ mà. Chô nữa không? Chô sắp chưa, quay từng món. Chô quay từng món, quay từng món. Rồi, thầy nhà, thầy nói. Rồi, thầy quá. Rồi, thầy nhà, thầy nói. Mày thôi, hôm nay thì làm cái buổi hồi hồ, chị hỏi các anh chị.